Bạn nào đang thấy cái nhà của bạn đang quá là bừa bộn hay là nó chật khắp các cái món đồ linh tinh, và bạn chỉ thấy cuộc sống của bạn thực sự bắt đầu khi mà cái nhà cửa của bạn được dọn dẹp ngăn nắp, thì bạn nên mua đọc cái cuốn này, Nghệ thuật bài trí của người Nhật, một trong những cuốn sách được bán chạy khá là chạy trong khoảng thời gian 2014-15 này của tác giả Marie Kondo. Thì cái chị này, mình không biết chính xác là cái chị này có phải xuất hiện lên cái show truyền hình dọn dẹp nhà của Netflix hay không. Mình chưa coi cái show đó, nhưng mà mình biết rất cái show đó rất là nổi tiếng về dọn dẹp nhà. Và cái chị này là cái có niềm đam mê khơi gợi từ dọn dẹp nhà từ lúc thời còn rất là nhỏ, như hồi cấp 1 hay là mẫu giáo gì đó. Đã có sở thích là khi mà bạn bè lựa chọn cái công việc trong phụ giúp ở trường thì cô gái này là thích dọn dẹp các đồ dùng trong lớp học rồi, và sau đó nuôi dưỡng niềm đam mê của cô gái này lên tới việc dọn dẹp cho các nhà căn phòng của mình và các thành viên trong gia đình. Từ từ đó về sau cô ấy bắt đầu phát triển lên thành cái công việc kiếm tiền của mình luôn. Mới đầu đọc khoảng những khúc mở đầu của cuốn sách này, mình thấy cảm giác tác giả giống như là người mắc bệnh OCD, kiểu rất là phải có những cái quy tắc về những cái nhà dọn nhà. Cũng rất là nhiều người khách hàng mới sau khi mà họ gặp cái cô gái này, họ rất là ngạc nhiên khi thấy là cô gái này có thể kiếm được tiền từ cái việc mà tư vấn cũng như là giảng dạy người khác để có thể dọn dẹp nhà cửa của họ đó. Một cái công việc rất là lạ lùng. Ở Nhật Bản là một trong những đất nước mà có rất là nhiều cái công việc lạ lùng khác, các bạn có thể giống như là đi ngủ giùm người khác hoặc là đi tư vấn chia tay tình cảm gì đó. Thì Nhật Bản giờ người ta có cả cái công việc mà tư vấn dọn dẹp nhà. Thì rõ ràng là khi mà từ bé thì các bạn đã được ba mẹ là người lớn kêu dọn dẹp văn phòng đi, nhưng mà thật sự cũng không có ai chỉ cho bạn cách dọn nhà dọn dẹp thế nào cho đúng đúng cách, đúng bài bản nhất. Tại vì thực tế người lớn ngày xưa họ cũng không được dạy một cách gọi là truyền đạt những cái kiến thức mà dọn nhà dọn dẹp cần thiết. Lý do tại sao mà cô gái này đã hình thành nên cái công việc này, xuất phát từ đam mê ha. Bạn thấy là có rất nhiều các khóa học dạy làm giàu, dạy kinh doanh, dạy theo thùa may vá, hay là dạy kỹ năng mềm, kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, nhưng mà hầu như là không có các kỹ năng về dọn dẹp mấy cái đồ vật của mình, sắp xếp sao cho nó logic. Rõ ràng điển hình là rất có nhiều ngôi nhà ở cuộc sống xung quanh ta, rất có nhiều đồ đạc, rất là nhiều thứ linh tinh, giống như nhà mình đây. Mình chỉ lựa góc quay này đẹp nhất để có thể quay thôi, nhưng thực tế đằng sau xung quanh nhà mình rất là nhiều đồ đạc, nhất là cha mẹ ông bà mình hay thói quen là tích góp để làm để dành đó. Thì mình có những cái rất là nhiều món đồ mà mình cần phải lựa chọn để mình cho nó ra đi. Thì cuốn sách này nó nói, và bạn nào đọc cuốn sách này thở đầu khúc đầu nó rất là kiểu lý luận, nhưng mà khúc về sau thì nó sẽ thiên nhiều chút xíu dạng hơi tâm linh chút xíu, và nó hơi có chiều hướng tâm linh một chút xíu, kiểu thế giới quan của người Nhật á. Có rất là nhiều cái lý do mà để cho tác giả nêu được cho bạn biết là bạn nên tại sao bạn nên dọn dẹp nhà cửa ha. Thì trong những cái lý do đầu tiên đó chính là việc đầu tiên cơ bản nhất là đồ đạc nó thể hiện cho cái việc tâm trí của bạn. Nhà bạn có rất là nhiều đồ đạc linh tinh thì tâm trí của bạn sẽ phải rất là nhiều cái phiền muộn, những cái trong đầu cái cuộc sống xung quanh bạn nó thể hiện. Tại vì vật chất nó cũng là một phần, giống như trong cuốn Luật Tâm Thức mình đã có review, thì toàn bộ những vật chất xung quanh mình đều có những cái trường năng lượng, những cái ấy hết. Cho nên là nó theo một cách nào đó của tác giả và kể cả tư duy của người Nhật, thì vật chất đồ vật cũng có tâm hồn của nó. Cho nên là nếu như bạn để trong trong nhà bạn có quá nhiều những món đồ bạn không sử dụng đến, thì nó sẽ tạo ra những cái cảm xúc, những cái mà nó cho bạn cảm thấy bạn bị rối trong suy nghĩ của bạn đó. Thì tác giả khuyên chúng ta là nên dọn dẹp nhà cửa để làm sạch tâm trí đồ của mình, và cũng giống như là để có chút xíu hay kiểu phong thủy. Người Nhật họ cũng rất là chú trọng phong thủy, cho nên là nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng đó thì sẽ được gọi là chiêu tài, mang lại may mắn cho các bạn hơn, giống như là cuộc sống trong gia đạo bạn cảm thấy thoải mái hơn. Đương nhiên là nhà có quá nhiều đồ đạc và chất hình bụi thì nó sẽ tạo thành môi trường vi khuẩn các thứ. Tự nhiên là cái việc cơ bản đầu tiên là bạn biết là khoa học chứng minh là đồ đạc quá nhiều thì sẽ chứa vi khuẩn, bạn phải dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa thơm tho thì bạn mới sống trong môi trường nó trong lành và thoải mái được ha, chứ không thể nào trong một ngôi nhà đầy bụi được. Như các bạn trong cái khóa học của cô gái này đều nhận ra một điều là sau khi mà họ có thể học được rất nhiều thứ từ cái việc cái quá trình họ dọn nhà ha, một số người họ phát hiện đam mê cái lý tưởng công việc của họ mong muốn, một số người họ phát hiện ra một số chân lý khác trong cuộc sống. Nói chung là
từ cái việc dọn nhà, người ta giống như một cái thiền của người Nhật, cái theo kiểu quan điểm của cô gái này, người ta có thể thư giãn từ trong cái việc dọn nhà, chứ không phải một cái điều mà bắt buộc, một cái điều định kỳ hàng tháng hàng năm tới Tết các bạn mới dọn nhà. Đây là cái điều mà giống như để người ta relax thôi, một cái thói quen, và để duy trì cái thói quen đó thật sự cũng rất là hiệu quả và nó cũng rất hữu ích cho các bạn. Và nếu bạn nào có coi anime hay là phim của Nhật thì bạn sẽ thấy người Nhật họ sẽ có một cái câu cửa miệng, hay là khi về nhà là kiểu như là tôi đã về nhà rồi đây, hoặc là đó là một cách mà theo kiểu cô gái này họ muốn nói là chúng ta nên cảm ơn cái ngôi nhà của mình, nơi mình sinh sống, thì nó sẽ tạo cho chúng ta những cái điều kiện giúp cho cái quá trình mình dọn dẹp nhà cửa nó được thông suốt hơn, nó không có bị cản trở, nó không có bị kéo dài. Và nếu như bạn quên như lúc mình đi về bạn không thể nói lời cái câu tôi đã về nhà rồi, hay là thì bạn có thể lúc mà bạn ra khỏi nhà bạn có thể nói là cảm ơn cả tôi chỗ lưu trú, chỗ ở vậy. Nghe nó hơi tâm linh, nó hơi chút xíu ấy, nhưng mà thật sự tác giả cũng không có bằng Kondo thì cô ấy cũng không có cái bằng chứng cụ thể về cái ví dụ rõ ràng về cái chuyện này, nhưng mà theo kinh nghiệm của cô ấy thì cô ấy nói là các bạn nên tin vào cái quan điểm này của cô ấy. Rõ ràng là bạn không tin thì bạn có thể thí nghiệm một lần, bạn thử nói cảm ơn ngôi nhà của bạn và từ sẽ công việc sẽ như thế nào. Và nếu như bạn ngại quá, bạn không thể nói thành lời, đương nhiên mà có thể nói thầm trong suy nghĩ của bạn, bạn không bắt buộc phải nói lên như kiểu của người Nhật. Và đương nhiên không chỉ đối với ngôi nhà của bạn, ví dụ như mỗi lần bạn cho ra đi những cái món đồ bạn không sử dụng nữa, thì bạn sẽ phải dành những lời cảm ơn thì đã gắn bó với bạn trong những khoảng thời gian qua hay là gì đó. Thì có những thứ bạn cho đi rồi thì nó sẽ có những thứ khác tương tự nó sẽ quay lại với bạn, chứ không nghĩ là bạn sẽ mất nó đi hoàn toàn. Và từ ví dụ một câu chuyện nói rằng là cô gái này đã có một chiếc điện thoại thời kỳ màn hình gập của người Nhật yêu thích á, màn hình trắng đen, nhưng mà sau khi thời buổi công nghệ phát triển thì các smartphone ra đời mà hình có màu LCD các thứ, cô gái này là người theo kiểu rất là kỷ niệm, cho nên là cô ấy không đổi điện thoại, và rõ ràng là xài lâu thì sẽ bị cái xước trầy này ở các thứ, thì máy cũng không thể nào bền, pin các thứ, thì tới một ngày buộc lòng cô ấy phải đổi cái điện thoại mới. Thì cô gái này tác giả đã nhắn tin cho cái điện thoại cũ của mình vào một cái dòng tin nhắn là cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi như thế nào đó, mình không biết chính xác cái lời mess đó, nhưng mà sau khi cô ấy mở lên cô ấy đọc thì khoảng một lúc sau thì cái điện thoại nó hơi tâm linh, chuyện này nó hơi tâm linh nhưng mà thật sự nó là đã có thật, thì cái điện thoại nó đã tắt nguồn, nó không bao giờ nó mở nguồn lên được. Cái chuyện điện thoại nó tắt nguồn này thì nếu như bạn nào xài điện thoại nhiều, bạn xài đủ lâu, bạn sẽ biết sẽ có cái hiện tượng nó sẽ gọi là đột tử, nếu như tuổi thọ của người thì họ sẽ có tới lúc mà nó sẽ không, bạn sẽ không thể nào mở nguồn lên được. Thì đó là cái lúc mà cái điện thoại nó đã chấp nhận cái thành tấm lòng của cô gái này, và cô ấy cái điện thoại sẵn sàng ra đi. Đó là lúc mà cô ấy nói lời từ biệt với cái điện thoại đó và đón nhận cái tình cảm, đón nhận cái điện thoại mới. Đó là một cái ví dụ khác nữa về đồ vật cũng có linh hồn và cũng có những cái cảm xúc của nó, cho nên là tác giả khuyên chúng ta là mỗi lần bỏ món đồ gì đi mình nên cảm ơn nó, và nó là những lời chia tay ngọt ngào bye bye bạn, cho giống như một cái khái niệm khác trong cái story, cái phim hình Toy Story của Pixar. Và cách cơ bản nhất của cái mà chiếm khoảng 50% quyết định trong cái công việc mà dọn dẹp nhà cửa này chính là bạn phải lựa chọn được những cái món đồ bạn mang lại niềm vui và mang lại cảm xúc mạnh mẽ nhất cho bạn khi mà bạn ở bên nó ha. Thì có rất nhiều lý do, giống như là bạn sẽ có những cái tập hồ sơ, những tài liệu bạn dự định là bạn sẽ đọc tới nó, hoặc là những cái bộ đồ, những bộ quần áo mà mùa đông hay là mùa thu, thì bên Nhật nó sẽ có những bộ đồ quần áo theo mùa. Việt Nam thì không có quá rõ ràng như vậy, nhưng mà bạn sẽ có những bộ đồ bạn sẽ để dành đó, bạn tính sẽ mặc lại nó, nhưng mà bạn để nó rất là lâu rồi, nó sẽ nằm đó tồn tại trong nhà của bạn rất 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 là lâu và nó đóng thành bụi, đó là những cái món đồ mà tác giả Kondo này khuyên các bạn nên bỏ, dọn dẹp nó ra và loại nó ra. Thì cái công việc nó không phải là công việc mà diễn ra từng phần, không phải hôm nay là bạn dọn khu này, hôm nay là bạn dọn khu kia, thì đó sẽ hoàn toàn không hiệu quả. Mà theo cái kinh nghiệm của cô gái này là bạn nên lôi hết những cái món đồ cùng để loại ra, bài hết ra, bài trí ra dưới sàn nhà, giống như là bạn chụp hình nghệ thuật, chụp hình kiểu top head ở dưới, nhìn từ trên nhìn xuống overhead,
thì bạn sẽ nhìn thấy những món đồ nào bạn mang lại cảm xúc cho bạn, thì bạn sẽ giữ nó lại. Rồi sau đó bạn loại hết những cái món đồ kia, bạn bỏ vào bao rác. Thì thông thường cái bao rác, số lượng bao rác mà những khách hàng mà cô ấy tư vấn nó chiếm lên tính khoảng 20 đến 50 bao rác. Tức là nếu mà quy đổi hàng lít thì nó cũng khá là nhiều. Tại vì mỗi bao rác các bạn biết kích cỡ nó khoảng nhiêu đây thì người ta bỏ rất nhiều. Quy tắc mà mình thấy hay nhất của cô ấy chính là các bạn không nên, ở đây mình đang có cuốn sách đang nằm dưới đây, thì bạn không, các bạn không nên để những cái món đồ mà nó theo kiểu nó như vậy, quần áo hay là những cái món đồ thì ví dụ như sách cũng vậy. Nếu các bạn để theo cái chuyện nằm ngang thế này thì những sách nó đè lên trên này, thì những cuốn sách nằm dưới này sẽ tạo cái gọi là bạn rất lười khi mà bạn lấy tới nó, hoặc là quá trình bạn lấy rất khó khăn, tạo nên cũng tạo nên cái động lực và không có động lực nhiều để bạn lấy cuốn sách này. Thay vì đó bạn nên để dọc như thế này thì cái việc lấy rất là dễ dàng và thuận tiện. Quần áo nhẹ, cô ấy cũng có cách số quần áo để theo trong cái ngăn tủ kéo để các bạn có thể là dễ dàng lấy ra được. Đó là một cách mà nó cũng rất là logic trong cái việc ấy. Mà còn nếu bạn đã tin vào phong thủy và cái mang lại niềm vui màu sắc cho bạn thì quần áo hoặc là những cuốn sách thì cô ấy sẽ xếp theo những theo chiều màu tông màu tối tới màu sáng và nhạt dần thế nào đó, nó sẽ theo một cái kiểu trường độ như là cái dãy màu, chứ nó không phải kiểu sắp đặt lung tung. Cô này, cô gái này cũng có hơi chút xíu OCD. Nếu như bạn nào theo kiểu thực tế xíu thì cô gái này hơi OCD chút xíu. Còn có vài người họ lại lựa chọn cách bỏ những cái món đồ mà họ không sử dụng nữa, nhưng mà họ lại rất là tiếc, họ không muốn dùng hoàn toàn, thì họ lại lựa chọn cái cách là họ đá lại cho những đặc biệt trong cuốn sách này là đá về cho gia đình ngày xưa. Và khách hàng của cô ấy cũng như vậy, có khoảng vài người trong số đó cũng giống như cô, chọn cách chuyển những món đồ mình không gặp nữa về cho gia đình, ba má để giữ, hoặc người thân. Thì đó là một cái cách mà không hoàn toàn hiệu quả, mà nó cũng không thực sự đúng trong cái phương pháp mà Kondo muốn hướng tới. Mà đi Kondo cô ấy nói là nếu mà như vậy thì dẫn thấy gì bạn truyền tải những cái năng lượng tiêu cực, những cái rác thải qua cho nhà của người khác thôi, chứ bạn không hoàn toàn xử lý được những vấn đề đó. Có thể người đó họ không muốn nhận món quà đó, người ta không muốn chứ không rõ, nhưng mà người ta buộc lòng phải giữ dùm bậy thôi, chứ người ta thật sự không có muốn. Thì cái đó là không hoàn toàn không hiểu, cho nên là bạn nên theo cô ấy thì bạn nên là nghiên cứu kỹ xem cái người đó, bạn hỏi gà hỏi xem người đó có nhu cầu trong cái món đồ như vậy không, thì mình đem mình tặng cho người ta thì cái món đồ đó người ta nó mới có ý nghĩa đó với người ta, chứ không phải là bạn ta có món đồ cũ rồi đó mình ta cho mày thì người ta nhận. Thì một số người họ sẽ nghĩ có bệnh là tiếc cổ, nên họ nếu hàng này nó không xài thì nó dục thì uổng thì mình lấy về thôi. Thì đó là cái hình thức chuyển rác từ rác này qua rác nọ thôi, chứ nó cũng không phải là cái món đồ có sẽ có giá trị sử dụng đối với người khác đâu. Cho nên là hãy lựa chọn cái người được cho và cái món đồ được bạn tặng nó như thế nào cho thích hợp ha. Mình sẽ nói thêm về cái cảm quan của cuốn sách này. Thì cái bìa của cuốn sách này nó tạo cho mình cái cảm giác giống như là sẽ học được cái phương pháp gì đó, giống như là kiểu sắp đặt nội thất, giống như kiểu thái công này nọ đó. Nhưng mà kể cả cái tiêu đề, nghệ thuật bài trí này là cái thứ cũng làm mình có dễ hiểu lầm. Có thể là do cái bên edit bìa này thiết kế họ cũng không hoàn toàn cảm được cái cuốn sách này lắm. Phía sau thì nó bình thường, nó vô cùng một màu thôi, nhưng mà cái này cũng không ấn tượng với mình. Cái gáy cái này thì hơi sai về cái nội dung lắm. Nghệ thuật bài trí, cuốn sách này nó nói đơn giản, cuốn sách này nói là loại bỏ những cái thứ mà bạn không dùng tới và bạn lựa chọn những cái món đồ yêu thích thôi, nó không hoàn toàn là bạn bài trí đâu. Cuốn sách này nó tiêu đề là hơi sai, cho nên là có thể có nhiều người bị thu hút tới bởi nó sai, là do nhà xuất bản họ cố tình họ để cái tiêu đề để thu hút hơn. Chứ nếu mà nói mới đọc vô con mắt của bạn cái tiêu đề là hãy lọ bỏ hết những cái món đồ bạn không giữ trong nhà nữa, thì nó chắc là cũng sẽ không có nhiều người coi lắm. Tại những đa số là những người có nhu cầu coi cái này là có sẽ mắc bệnh tiết của này nọ đó, cho nên là đó. Có người á, bạn thấy cái công việc mà đi dọn dẹp á sẽ là đa phần là nhập bằng những cái bộ đồ bảo hộ lao động, những cái bộ đồ mà bạn thấy có đeo những cái bảo bọc tay ở đây thì để cho quần áo họ không có bị dơ, dạng như những người công nhân vậy đó. Thì khách hàng của cô gái này khá là ngộ khi mà ngạc nhiên, chứ họ rất là ngạc nhiên khi mà thấy Kondo tới làm việc. Để cô ấy chỉ mặc những bộ đồ giống như là đi làm công sở, giống như là bạn đi tiệc đám cưới hay là bạn đi buổi đám tang của người Nhật thôi, thì rất là lịch sự, cũng mặc váy, cũng mặc áo này nọ bình thường. Tại vì đối với cô gái này thì cô ấy cho làm cái việc mà dọn dẹp nhà cửa
và đối xử với những cái đồ vật trong nhà là cái việc vô cùng thiêng liêng, và cô ấy rất là coi trọng cái chuyện đó. Chứ cô ấy không muốn coi đối xử với những cái món đồ của mình giống như là những vật vô tri, cho nên là giống như một hình thức chia tay đó, giống kiểu người Nhật vậy, họ rất là chia một cái lễ, họ chia tay những cái đồ vật. Cho nên là Marie Kondo cô ấy mà ăn mặc rất là lịch sự và trang nghiêm. Người Nhật thì họ có những cái tư tưởng nó hơi khác chúng ta chút xíu ha, thì dành cả sự trang nghiêm với cái đồ vật chia tay, nói chung là chúng ta nên dành tình cảm với nó, mọi thứ đồ vật. Nó có cơ sở dài chút xíu về tâm linh hay là cái niềm tin về ấy chút xíu thì đọc cuốn này rất là dễ luôn, khúc cuối luôn. Còn nếu các bạn nào mà chưa đọc qua cuốn Luật Tâm Thức ha, ví dụ vậy, thì bạn đọc qua cuốn này, ở nửa sau cuốn này bạn đọc sẽ tới chết mẹ con này nó có bị bệnh tâm thần không bay, nó có bị hoang tưởng không, hay là nó có bị gì gì đó về tâm lý không. Tại vì khúc đầu nó hơi có bệnh, con cái này Marian Kondo này nó hơi có OCD chút xíu, mình có thấy có cái mùa OCD. Mà khúc sau của nó chỉ hơi không bình thường lắm đối với một số người. Và nếu các bạn đọc qua cuốn Luật Tâm Thức rồi thì mình tin là bạn sẽ tiếp thu cuốn này rất là dễ dàng. Còn rất nhiều nữa, những rất nhiều cái lợi ích từ những cái việc mà bạn dọn dẹp nhà cửa nó sẽ mang lại cho bạn như thế nào nữa. Mình không tiện chia sẻ về nội dung cũng hơi dài rồi. Nên là cuốn sách này sẽ giúp cho các bạn tác động được tới cuộc sống của bạn thay đổi rất là nhiều. Mình tin là như vậy, tại vì cái môi trường sống của bạn nó sẽ tác động tới cái tâm trạng của bạn ha, và cái chất lượng cuộc sống của bạn nó sẽ tác động tới sức khỏe của bạn nữa. Cho nên là để bạn có một cuộc sống nó vui vẻ và nó gần theo kiểu phong thủy, nó mang lại tài lộc cho bạn, nó mang lại cho bạn những cái niềm vui của cuộc sống, thì bạn nên dọn dẹp cái nhà của bạn thật là ngăn nắp và nó không có quá là bừa bộn. Tại vì mỗi tí Đức Phật cũng có dạy rồi, những cái thứ mà nó quá bừa bộn hay làm cho tâm trí của bạn nó cũng hỗn độn hay thôi, và đơn giản thôi. Cho nên là bên Nhật nó lại có một cái trào lưu sống theo kiểu tối giản. Ngày xưa nó sống tối giản nó rộ lên rất là mạnh, cho nên mình đã muốn đọc cái cuốn sách kiểu như vậy, và mình chạy ra nhà sách mình mua. Có lẽ mình đã mua lộn cuốn sách này, nhưng mà anyway nó cũng là cái gì đó nó khơi gợi cái sự sống nó tối giản hơn chút xíu. Còn bạn nào thấy mình cái chia sẻ cái review cuốn sách này của mình thấy hay, cho nên mình xin một like và share cái video này. Và nếu các bạn có ý kiến gì cái việc dọn dẹp nhà cửa, hay là bạn hay cái trường phái và bạn dẫn tiết của thế này nọ đó, thì bạn thấy đây là mình là bên dưới. Và đừng quên cho mình nút subscribe, chuông thông báo, nút kế bên để cho mình có thêm động lực để ra thêm những video hay hơn nữa về những cuốn sách bạn nên đọc hoặc là bạn không nên mua. Bye bye và hẹn gặp lại.